Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin đại ái kính chào Hội Thánh. Hôm nay chúng ta đi thờ phượng Chúa. Chúng ta có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Hôm nay là ngày gì ạ? Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Chúng ta biết rằng trong đức tin của chúng ta thì có những cái cột mốc rất là quan trọng. Chúng ta đã kỷ niệm lễ Giáng sinh, chúng ta kỷ niệm lễ Phục sinh, và ngày hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Và thật ra thì lễ Giáng sinh chúng ta rất là trân trọng, là bởi vì sao? Bởi vì lễ Giáng sinh, từ đó mà ơn cứu chuộc của Chúa được bày tỏ ra, và qua đó mà chúng ta được cứu. Nhưng Đức Thánh Linh giáng lâm cũng không kém phần quan trọng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nhờ sự đến của Đức Thánh Linh, hay là nhờ Đức Thánh Linh giáng lâm mà Hội Thánh mới được thành lập. Nhờ Đức Thánh Linh giáng lâm mà quyền năng phép lạ được bày tỏ ra. Nhờ Đức Thánh Linh giáng lâm mà đạo tin lành của Chúa được giảng ra khắp đất. Và chính vì điều đó mà mới có chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh không giáng lâm thì chúng ta chắc có lẽ cũng sẽ chết mất ở trong tội lỗi của mình, mặc dù sự cứu chuộc đã được thực hiện. Tại vì sao? Bởi vì Kinh Thánh Chúa Giêsu nói như thế này. Chúa nói với các môn đồ: các ngươi hãy đợi ở trong thành cho đến khi nhận lấy điều mà Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe Ta nói. Đó là dân đã làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ nhận lấy báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và báp têm bằng Đức Thánh Linh đó, chúng ta, nó xảy ra vào cái ngày mà Kinh Thánh gọi là ngày lễ ngũ tuần, và ngày hôm nay chúng ta gọi là kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Tuy nhiên có một điều như thế này: khi nói về lễ ngũ tuần, khi nói về Đức Thánh Linh giáng lâm, thường chúng ta nghĩ đến điều gì? Chúng ta nghĩ đến điều gì? Những người ân tứ, những người bước đi ở trong tin vào trong ân tứ Thánh Linh, thì khi nói về Đức Thánh Linh giáng lâm, họ sẽ nghĩ đến được báp têm Thánh Linh, được cầu nguyện tiếng mới, được kinh nghiệm quyền năng, phép lạ, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho quý vị một cái sự hiểu biết một cách đa chiều hơn nữa về công việc của Đức Thánh Linh khi Ngài giáng lâm. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta bị dạy một cách khiếm khuyết về công việc của Đức Thánh Linh, và chính vì điều đó mà chúng ta không hiểu hết được công việc của Ngài. Và đôi khi chúng ta không hiểu hết được công việc của Ngài, dẫn đến việc chúng ta bị chật mất phần ân điển mà chúng ta không biết. Có lẽ anh chị em nói mục sư phóng đại sự việc quá, nhưng mà chúng ta thấy như thế này. Chúng ta cùng nhau, chúng ta mở ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14. Tin Lành Giăng đoạn 14, chúng ta xem câu 16 và câu 17. Tin Lành Giăng đoạn 14, câu 16 và câu 17. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chúng ta thấy cái phần Kinh Thánh, cái câu Kinh Thánh tôi mới vừa đọc, đây là lời hứa của Chúa Giêsu. Ngài hứa gì ạ? Tức là Ngài nói rằng Ngài sẽ đi, đúng không ạ? Nhưng Ngài sẽ nài xin Cha để ban một đấng yên ủi khác, và đấng đó ở với chúng ta bao lâu? Đời đời. Đấng đó ở với chúng ta đời đời. Và cái điều quan trọng là đấng đó Ngài sẽ ở đâu với chúng ta?
chúng ta sẽ thấy tôi dùng cái chữ là cấp độ đi cho chúng ta dễ hiểu ha. Có hai cái cấp độ mà Thánh Linh Ngài ở cùng chúng ta. Thứ nhất là ở với, và thứ hai là ở trong. Chúng ta có nghe đến cái hai cái điều này chưa? Chúng ta đã nghe rồi. Vậy thì theo ông bà chị em, ở với là ở như thế nào? Ở trong là ở như thế nào? Ở với để làm gì? Ở trong để làm gì? Tại sao phải phân biệt nó như vậy? Ở trong có phải là ở với không? Ở trong cũng là ở với vậy, đúng không ạ? Ở trong cũng là ở với, nhưng ở với chưa chắc gì ở trong. À, vậy thì tại sao Ngài đến với chúng ta và Ngài phải ở với chúng ta và ở trong chúng ta để làm gì? Đó là cái điều rất là cần thiết để cho mọi chúng ta biết được, hiểu được. Và khi chúng ta biết được, chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta bước đi theo Chúa, và chúng ta không bị vấp phạm bởi một số những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được. Tôi đưa một số ví dụ về những hình ảnh mà chúng ta thấy được đây. Tôi gặp nhiều lắm và được hỏi nhiều lắm những câu hỏi thế này: tại sao cái ông đó, ông sống không ra gì hết mà Chúa lại ban cho ông quyền năng? Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy và nghe những câu hỏi giống tương tự như vậy không? Có gì khi chúng ta cũng gặp những người mang danh là tôi tớ của Chúa, chúng ta biết rõ ràng đời sống của họ không có tốt, nhưng họ cầu nguyện quyền năng của Chúa xảy ra. Đúng không ạ? Và cái điều này khi chúng ta không hiểu rõ được đó sẽ gây cớ vấp phạm. Và ở đây có một sư nho là người đã hầu việc Chúa ở trong hội thánh truyền thống, thì tôi muốn nói để chúng ta hiểu thế này nè. Giữa hội thánh truyền thống và hội thánh tư gia lâu nay có những một cái sự gọi là không hiểu nhau ở chỗ này và vấp phạm nhau chỗ này. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì hội thánh truyền thống nhìn vào trong hội thánh tư gia và thấy rằng: ủa, mấy ông đó sống kỳ cục quá mà cũng làm được mục sư nữa. Đúng không mục sư? Đó là những điều mà tôi đã từng nghe, tôi đã từng thấy. Và thậm chí bây giờ vẫn còn là như vậy. Và quả thật là thật sự có những người sinh hoạt thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa ở hội thánh tư gia, nhưng mà đời sống không có ra gì cả. Nhưng đặt thái cầu nguyện được chữa lành, nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ, quỷ nó đi. Ủa, tại sao vậy? Chúng ta có thấy đây là vấn đề nó đang tồn tại ở trong hội thánh không? Và nếu một ai đó hỏi chúng ta về điều đó, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời nằm trong câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đấng đó sẽ ở đâu ạ? Ngài sẽ ở với và sẽ ở trong. Bây giờ chúng ta nói về ở trong trước đi. Chúng ta nói về ở trong trước. Ở trong tức là ở đâu? Tức là ở trong. Ở trong tức là ở trong, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu Ngài từ kẻ chết sống lại thì cũng hai lần Ngài muốn các môn đồ, hai lần Ngài gọi nói với các môn đồ là phải nhận lấy, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Lần đầu tiên chúng ta nhớ ở đâu không ạ? Chúng ta mở ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20.
tức là gian đoạn 20. Khi Chúa Giêsu Ngài sống lại, Ngài hiện ra với các môn đồ, thì điều gì xảy ra? Ngài hà hơi trên các môn đồ và Ngài nói rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Câu 22 hả? Chờ tôi chút xíu. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vậy thì theo quý vị, các môn đồ ở tại nơi đây đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Nhận chưa? Có người nói chưa, có người nói nhận. Bây giờ chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời nói thật hay là nói dối? Vậy Chúa Giêsu nói hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, mà nếu Chúa không đưa Đức Thánh Linh thì lấy gì nhận? Phải không ạ? Chúa nói với các môn đồ là hãy nhận Đức Thánh Linh. Vậy thì các môn đồ nhận chưa? Nhận rồi. Ngày hà hơi bằng nói là hãy nhận, đây là một mạng lệnh, đúng không ạ? Vậy thì họ nhận chưa? Họ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ nếu họ đã nhận rồi thì sao trong công vụ đoạn 1 Chúa Giêsu lại kêu hãy chờ? Chúng ta mở ra công vụ đoạn 1 câu 4 câu 5: lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ nhận lấy báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ủa, có cái gì mâu thuẫn với nhau chỗ này không? Dân đoạn 20 câu 22 Chúa nói hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vậy thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Nhận rồi. Nếu nhận rồi, tại sao trước khi Ngài thăng thiên về trời, công vụ đoạn 1 câu 4 và câu 5 thì Chúa lại nói chờ để làm gì? Lại nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thì chúng ta sẽ thấy thế này nè. Nếu ta đọc tiếp công vụ đó, đọc tiếp công vụ, đặc biệt là công vụ đoạn 1 câu 8, chúng ta sẽ hiểu rằng nhận lãnh Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu kêu chờ đó là nhận lãnh Đức Thánh Linh như thế nào. Công vụ đoạn 1 câu 8 nói thế nào? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. Giáng trên hay là giáng trong? À, chúng ta phải chú ý nha. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Và hai phần kinh thánh chúng ta mới vừa đọc đó, cả hai đều là sự ban cho của Đức Thánh Linh. Nhưng một lần là sự ban cho Đức Thánh Linh bên trong, và một lần là sự đổ đầy Đức Thánh Linh bên trên. Chúng ta theo kịp chưa? Vậy thì bây giờ Đức Thánh Linh bên trong để làm gì, và Đức Thánh Linh bên trên để làm gì? Công vụ đoạn 1 câu 8 nói rõ cái lý do tại sao Ngài ban Đức Thánh Linh bên trên. Đó là gì ạ? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm gì? Để làm chứng về ta. Vậy việc mà Đức Thánh Linh giáng ở trên để ban cho những người đi theo Ngài quyền phép, để qua quyền phép đó mà làm chứng về Chúa. Và Đức Thánh Linh ở bên trên cũng cộng với quyền phép đó. Chúng ta thử hình dung nó giống như thế này, giống như là một công cụ, giống như là một công cụ, để chúng ta có thể qua cái công cụ đó, chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng hơn, nhẹ nhàng hơn. Tới ví dụ, từ đây mà đi ra Gia Lai
Tôi đi bằng xe máy, gặp trời mưa là tôi bị ngăn trở. Tôi phải trú lại, tôi phải ghé lại, và tôi phải chịu lạnh, tôi phải chịu đủ mọi thứ, cái sự tác động của thời tiết. Nhưng mà mụ sư bủ từ đây ra Gia Lai, ông lái xe hơi, mưa, có vấn đề gì không? Không, không vấn đề gì cả. Ông có bị lạnh không? Không. Ông có bị ướt không? Không. Đó, sự khác nhau giữa cái phương tiện. Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh ở bên trên để nhận lấy quyền phép, để nhận lấy ơn của Ngài, thì cái việc rao giảng tin lành sẽ chậm đi. Tôi ví dụ nha, chúng ta đi rao giảng về một Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà gặp bệnh tật chúng ta không làm gì được, gặp người bị ma quỷ ức hiếp chúng ta cũng không làm gì được. Vậy thì ai sẽ tin Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng? Ai sẽ tin? Nhưng qua quyền phép mà Đức Thánh Linh ban cho, qua sự vận hành ân tứ, mà người ta sẽ tin, người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ tin Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chút xíu nữa tôi sẽ nói lý do tại sao mà Chúa phải cho hai thứ song song như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ gác cái Thánh Linh ở bên trên và một bên, chúng ta nói Đức Thánh Linh ở bên trong. Vậy Đức Thánh Linh bên trong để làm gì? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, Chúa nói thế này: Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Và ở tại chỗ này, giữa tất cả các hệ phái tin vào Đức Chúa Trời, Cha, Con và Thánh Linh tin giống như nhau. Đó là ngay khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì có Thánh Linh chưa? Có rồi. Thánh Linh đó ở đâu? Ở trong lòng. Thánh Linh đó để làm gì? Ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Vậy bây giờ nếu như không cần Thánh Linh ấn chứng thì sao? Thì sao ạ? Không cần đến Thánh Linh ấn chứng được không? Ta nhớ có một lần nọ, một sư bổ nhà tôi đi ra phòng công chứng số 1 để chứng một số giấy tờ sau y bản chánh á. Tôi ra tôi chờ suốt một ngày, và cuối cùng thì những cái giấy tờ của tôi cũng được ký tên. Và sau khi ký tên rồi, tôi nghĩ là xong rồi. Nào giờ đâu có đi sao y bản chánh lần nào đâu mà biết. Tôi nghĩ là xong rồi, và tôi ôm hết giấy tờ đó tôi về, suốt cả một ngày quá mệt mỏi rồi. Tôi về tôi nói rồi xong hết rồi, tôi giao cho ông sư bủ. Ông sư bủ ông cũng không biết là xong chưa nữa, sáng hôm sau ông đem ra ngoài chính quyền. Ông nói cái này có giá trị gì đâu? Chưa được đóng dấu. Chưa được đóng dấu, và khi chưa được đóng dấu thì những cái giấy tờ mà tôi đem về đó nó có giá trị gì không ạ? Không có giá trị gì hết. Và một sư bộ phải tốn thêm một ngày nữa đi ra ngoài phòng công chứng số 1 chờ để người ta đóng dấu. Và khi người ta đóng cái dấu rồi thì cái giấy đó mới có giá trị. Vậy thì khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì để chứng nhận chúng ta được cứu, Thánh Linh Ngài đã đến ở trong chúng ta. Ngài trở thành ấn chứng cho chúng ta. Qua ấn chứng đó mà chúng ta biết rằng chúng ta bảo đảm được cứu. Và hai cái lĩnh vực này là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Khác như thế nào? Thánh Linh ở bên trong, thứ nhất là Ngài ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Thứ hai, Ngài là đấng dẫn dắt. Ngài đã dẫn dắt. Ở trong Galati đoạn 5, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh. Hai bên trái nhau dường ấy, cho nên chúng ta không thể làm được điều mình muốn. Nhưng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh. Và khi bước đi theo Thánh Linh thì bông trái của Thánh Linh sẽ sản sinh ra, đó là gì? Yêu thương, vui mừng,
bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Rồi, vậy thì chúng ta thấy công việc của Thánh Linh bên trong và công việc của Thánh Linh bên trên, cái nào quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hơn? Công việc của Đức Thánh Linh thì là quan trọng như nhau. Nhưng chúng ta phải hiểu thế này nè. Chúng ta phải hiểu như thế này. Công việc của Đức Thánh Linh ở bên trong là quan trọng cho cá nhân của chúng ta. Công việc của Đức Thánh Linh ở bên trên là quan trọng cho người khác. Không ích lợi gì cho chúng ta cả. Chúng ta nghe có ngạc nhiên không ạ? À? Tại sao công việc Thánh Linh ở bên trên không ích lợi gì cho chúng ta? Là bởi vì thế này, qua công việc Thánh Linh ở bên trên mà Đức Thánh Linh ban cho ân tứ, ban cho quyền năng, ban cho phép lạ. Ân tứ, quyền năng và phép lạ đó mục đích để làm gì? Mục đích để làm gì? Để giải cứu cho người khác hay là giải cứu cho mình? Để chữa lành cho người khác hay là giải chữa lành cho mình? Vậy một người cầu nguyện chữa lành cho thật là nhiều người, cầu nguyện giải cứu cho thật nhiều nhiều người, làm nhiều quyền năng và phép lạ, người đó có bảo đảm được cứu không? Chúng ta xem người đó có bảo đảm được cứu không nha. Matthew đoạn 7. Matthew đoạn 7. Chúng ta xem từ câu số 20, từ câu 21 cho đến câu 23. Matthew đoạn 7, từ câu 21 cho đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa làm phép lạ, đây có phải ân tứ không? Phải không ạ? Nhưng tại sao Chúa nói ta không biết các ngươi? Tại sao vậy? Tại sao Chúa nói ta không biết các ngươi? Tôi muốn chúng ta hiểu rõ cái chỗ này nè, để chúng ta không bị mất phần ân điển. Bởi vì cái việc quyết định chúng ta được cứu hay không, nó không phải là chúng ta cầu nguyện cho bao nhiêu người được chữa lành. Cái việc quyết định chúng ta được cứu hay không, không phải là chúng ta đuổi bao nhiêu quỷ. Bởi vì thực hành ân tứ, nếu không có ai thì Đức Chúa Trời thậm chí Ngài có thể sử dụng con lừa để thực hành ân tứ. Con lừa là con vật kinh nghiệm ân tứ nói tiếng lạ đầu tiên. Anh suy nghĩ phải không? Con lừa nó nói tiếng người, nó có biết tiếng người không? Không, nhưng mà nó nói tiếng người nhưng mà ông Ba-la-am không hiểu. Và con lừa nó là con vật kinh nghiệm ân tứ nói tiếng lạ đầu tiên. Nhưng có phải vì nó nói tiếng người là nó trở thành con người? Không, nó có nói tiếng người thì nó vẫn là con lừa. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải là con người và chúng ta nói tiếng người thì chúng ta mới là con người. Đó, điều này có nghĩa là như vậy. Điều này có nghĩa là không phải quyền năng, không phải phép lạ, không phải cầu nguyện chữa lành, không phải cầu nguyện đuổi quỷ là quyết định chúng ta được cứu.
Nhưng cái việc quyết định chúng ta được cứu hay không, đó là việc chúng ta có ấn chứng của Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta hay không. Cái việc quyết định chúng ta có được cứu hay không, đó là cái việc chúng ta có bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không. Cái việc quyết định chúng ta có được cứu hay không là cái việc chúng ta có sản sinh bông trái của Đức Thánh Linh ở trên đời sống của chúng ta hay không. Đó là kết quả của công việc bên trong của Đức Thánh Linh. Trong Kinh Thánh Chúa có nhiều những cái ví dụ về điều này lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Chúng ta xem một số cái ví dụ về cái việc không kết quả. Chúng ta mở ra trong Luca đoạn 13. Luca đoạn 13 chúng ta xem từ câu số 6. Từ câu số 6 cho đến câu số 9. Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng, thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Chúng ta giữ câu chuyện này, chúng ta đọc thêm một câu chuyện nữa ở trong Mác đoạn 11. Mác đoạn 11. Chúng ta xem từ câu số 12 cho đến câu số 14. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bethany rồi thì ngày đói, vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, ngày đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Câu số 20 và câu số 21. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng ngài rằng: thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa, nay khô đi rồi. Bây giờ, trước tiên chúng ta chú ý đến cái câu chuyện ở trong Mác 11. Chúng ta thấy cái cây vả này, nếu chúng ta suy xét, chúng ta thấy dường như cái cây vả này bị Chúa xử oan cho nó. Đúng không ạ? Chúng ta thấy những cái tình tiết được đưa ra. Chúa đói, đúng không ạ? Chúa thấy cây vả có lá, Chúa đi đến tìm trái, nhưng không phải mùa. Không phải mùa thì nó không có trái là đúng rồi. Nhưng tại sao ngài tìm trái ở nơi một cây vả mà không phải mùa của nó, không có trái, ngài rủa nó và nó chết? Tại sao như vậy? Thật ra chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy Chúa, Kinh Thánh Chúa dùng cái hình ảnh cái cây vả rất là nhiều. Và cái cây vả đó, ở trong Ê-sai nói thế này nè: cây vả nó là cái cây mà Đức Chúa Trời yêu thích. Và cái cây vả đó chính là hình bóng chỉ về một cơ đốc nhân. Nhưng mà chú ý nha, cây vả đó là hình bóng chỉ về một cơ đốc nhân. Và một cơ đốc nhân, nó Chúa muốn một người cơ đốc nhân phải phát triển đời sống của mình giống như cây vả. Vậy thì cây vả này nó phát triển như thế nào? Thì cái đặc tính của cây vả này nó phát triển như thế này: bình thường không phải mùa thì nó không có lá, nó không có lá, không có trái gì cả. Không phải mùa thì cái cây nó trơ cành. Nhưng khi đến mùa hạ là mùa của nó thì bắt đầu mầm nó nứt mầm và nó cũng ra bông. Hay nói khác hơn là cái đặc tính sinh học của cái cây vả này là lá và trái nó sẽ phát triển cùng một lúc. Chúa Giê-xu có phải là đấng dựng nên cây vả này không? Phải không ạ? Kinh Thánh nói: muôn vật bởi ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài. Vậy có cây vả này không? Có. Vậy khi ngài dựng nên nó, ngài đã ấn định cho nó một cái nguyên tắc là gì? Khi tới mùa thì nó phải ra lá và ra trái cùng lúc với nhau. Và khi chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao Chúa Giê-xu phải rủa cây vả này.
Chúa đói và Ngài đến, Ngài thấy cây vả có lá nhưng nó lại không có trái. Vậy nó đang phát triển đúng nguyên tắc hay sai nguyên tắc? Sai nguyên tắc. Nó sai nguyên tắc ở hai. Thứ nhất là không phải thời điểm của nó, phải không ạ? Thứ hai nó là gì? Có lá mà không có trái. Vậy cái cây lá, cây vả nó phải ra lá và ra trái. Hình bóng chỉ, cây vả nó hình bóng chỉ về một cơ đốc nhân. Vậy lá là hình ảnh chỉ về điều gì và trái là hình ảnh chỉ về điều gì? Lá là hình ảnh ở bên ngoài để thu hút mọi người. Giống như cái cây vả này, tại sao nó có thể kéo Chúa Giêsu đến gần nó? Nhờ có lá, đúng không ạ? Vậy thì nếu đặt cái điều này, đặt cái hình ảnh cơ đốc nhân vào trong cái hình ảnh cây vả này, thì lá đây là hình bóng chỉ về điều gì? Cái gì khiến cho người khác biết mà chạy đến với chúng ta? Quyền năng, phép lạ, phải không ạ? Bởi quyền năng và phép lạ, Kinh Thánh Chúa nói là tại sao mà khi Chúa Giêsu đi đến đâu, đồng dân đi theo Ngài đến đó? Bởi vì Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ, Ngài giải cứu, và danh tiếng của Ngài đồn ra khắp xứ. Và cái lá là hình bóng chỉ về ân tứ. Nhưng cái lá chỉ có cái tác dụng là kéo mọi người đến gần thôi. Còn để cho thỏa mãn cái nhu cầu của con người thì cần cái gì? Cần cái trái. Đó chính là phẩm hạnh của một cơ đốc nhân. Đó chính là bông trái của Đức Thánh Linh. Mà bông trái này nó được sanh ra không phải từ công việc bên trên của Đức Thánh Linh, mà nó được sanh ra từ công việc bên trong của Đức Thánh Linh. Đó là việc mà người đó bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những cơ đốc nhân, họ giống như cây vả ở trong Mác đoạn 11 vậy. Họ có lá nhưng họ không có trái. Từ xa chúng ta có thể nghe đến họ, nghe về ơn của họ, nghe về quyền năng của họ, nghe về phép lạ mà Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài bày tỏ qua đời sống của họ. Nhưng khi chúng ta đến gần họ, chúng ta thấy trống rỗng. Và cây vả như vậy, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Rủa. Ngày rủa đó. Ở trong Luca đoạn 13 từ câu 6 thì một cái cây vả được trồng ở trong vườn nho mà nó không chịu ra trái thì sao? Ông chủ ông nói đốn, không để cho nó choáng đất vô ích. Nhưng mà bây giờ lật đề ngược lại, không cần lá, chỉ trái thôi được không? Không cần ân tứ, phẩm hạnh thôi được không? Ở đây ai là người biết trồng cây? Trồng cây ăn trái. Mục đích của cái lá là để nó quang hợp, là để nó tạo ra chất dinh dưỡng, và để nó làm cho cái trái cây nó ngon hơn, ngọt hơn, to lớn hơn. Nó là góp phần rất lớn của cái lá. Nếu không có cái lá, cái cây nó vẫn có thể ra trái, nhưng cái trái nó ăn không ngon. Nếu một người chỉ tập chú vào trong việc phát triển về phẩm hạnh mà thiếu ân tứ, thì cái phẩm hạnh của người đó có đó, nhưng nó sẽ không đem đến cái giá trị lớn cho những người đang cần, cho những người có nhu cầu đang cần ở xung quanh. Vậy thì một đời sống của một cơ đốc nhân phải như thế nào mới là đúng ở trong ý muốn của Chúa?
Phải có trái và phải có lá. Và đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu nói thần yên ủi đến, Ngài sẽ ở với các ngươi đời đời. Thế gian không nhận biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với và ở trong. Thánh Linh của Chúa Ngài đến với chúng ta, Ngài không ở với chúng ta chỉ một khía cạnh, đó là ở trong mà không ở với, hoặc là ở với mà không ở trong. Ngài luôn luôn muốn đến và ở trong cũng như ở với chúng ta. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta phát triển phẩm hạnh ở bên trong, trái của Thánh Linh được bày tỏ ra. Và Ngài cũng muốn cho chúng ta phát triển cái lá, tức là ân tứ. Qua cái lá mà người ta được thu hút đến, qua cái trái mà người ta được thỏa mãn. Đó là cái điều trọn vẹn mà Đức Thánh Linh Ngài được sai xuống đến trên hội thánh của Chúa. Nhưng chúng ta thấy rằng rất là tiếc là bởi vì ngày hôm nay hội thánh của Chúa đang mắc mưu ma quỷ mà không hay. Ai cũng cho rằng mình đúng cả. Người từ chối ân tứ Thánh Linh, tập trung vào trong ân tứ, xin lỗi, tập trung vào trong bông trái, thì từ chối ân tứ và nhạo báng ân tứ. Cái người tập trung vào trong ân tứ thì lại chê bai những người tập trung vào trong bông trái mà không có ân tứ. Và thay vì mục đích lớn nhất và mục đích trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời là cái cây nó phải như thế nào? Nó phải có lá và nó phải có trái. Cái mục đích trọn vẹn của Đức Chúa Trời ban Thánh Linh xuống ở trên mỗi đời sống chúng ta là phải làm gì? Là chúng ta phải có ân tứ và chúng ta phải có bông trái. Ân tứ qua đó mà đem tin lành đến rộng khắp một cách nhanh chóng. Ân tứ qua đó đem sự chữa lành đến cho mọi người. Ân tứ đem quyền năng phép đạo của Chúa đến cho mọi người. Nhưng bông trái sẽ quyết định người đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Cho nên Kinh Thánh Chúa nói khi Ngài được sai đến, thứ nhất là thế gian không biết Ngài, chỉ có chúng ta mới biết Ngài. Bởi vì Ngài được sai đến để làm gì? Ở với và ở trong. Nhưng mà chúng ta để ý như thế này, thế thì chúng ta có cố gắng để nhận lấy Ngài được không? Chúng ta có cố gắng để nhận lấy Ngài được không? Chúng ta mở ra, quay trở lại trong sách Luca, xin lỗi, trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 14. Tin Lành Giăng đoạn 14. Chúng ta xem câu 15, câu 16 và câu 17. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chúng ta thấy ba câu Kinh Thánh này có một cái điều kiện để giúp cho chúng ta có thể nhận lấy, nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Điều kiện đó là gì ạ? Chúng ta chú ý câu 15 và câu 16 nha. Nếu các ngươi yêu mến ta thì làm gì? Thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha. Câu 15 là yêu cầu, phải không ạ? Đúng không ạ? Và câu 16 là gì? Là kết quả. Nếu các ngươi yêu mến ta, ta lại sẽ nài xin Cha. Mà điều gì chứng minh rằng các ngươi yêu mến ta? Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Còn ta, các ngươi giữ các điều răn ta, chứng tỏ các ngươi yêu mến ta. Phần của ta, ta sẽ nài xin Cha, và Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho các ngươi. Tại sao có nhiều người họ cũng khát khao nhận lãnh Đức Thánh Linh mà không có? Vậy thì cái điều kiện để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được Đức Thánh Linh đó là gì đây ạ?
đó là chúng ta yêu Chúa. Dễ không ạ? Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ nhận lãnh được tất cả những gì mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta. Vậy thì điều gì chứng minh rằng chúng ta yêu Chúa? Giữ các điều răn. Vậy thì giữ bao nhiêu điều răn? Giữ bao nhiêu điều răn? Bây giờ trước khi nói tiếp, tôi đố quý vị, ở trong Kinh Thánh Chúa viết cho loài người bao nhiêu điều răn? Bao nhiêu? Đấu giá đi. Bây giờ Chúa viết cho loài người bao nhiêu điều răn? Bao nhiêu? Bây giờ chúng ta nói con số đi. Chúa viết cho loài người bao nhiêu điều? Hai điều. Đúng không ạ? Có ai cho con số lớn hơn không? Bao nhiêu? Điều răn tức là toàn bộ Kinh Thánh. Bao nhiêu điều? Bây giờ ai nói 600, tôi nói cho nghe con số 600 là số cao nhất phải không? Rồi bây giờ Phước nói 600, Phước mở ra OC đoạn 8 câu 12 đọc giùm. OC đoạn 8 câu 12. OC đoạn 8 câu 12. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Một vạn điều. Chà, cái này thực hành tình yêu với Chúa khó dữ rồi nha. Bây giờ quay trở lại Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 15 nói gì? Nếu các người yêu mến ta thì làm gì? Giữ. Giữ các điều răn ta. Mà các điều răn này là bao nhiêu điều? Giữ nổi không? Giữ nổi không? Nếu giữ không nổi, nếu giữ không nổi thì chúng ta sẽ rút gọn lại nha. Khi các thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giêsu điều răn nào lớn hơn hết, thì Chúa nói thế này: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và điều thứ hai cũng không kém quan trọng, đó là ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và cái câu này mới là quan trọng nè: hết cả luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều này mà ra. Vậy tổng cộng một vạn điều hồi nãy giờ chúng ta nói, Chúa Giêsu gom lại còn mấy điều? Còn hai điều thôi. Mà ngày hôm nay có nhiều người gom còn ngắn hơn nữa, còn có bốn chữ à. Kính Chúa, yêu người, nhưng mà cũng làm không được nè, phải không ạ? Nhưng mà thật ra thì trong Chúa Giêsu, Chúa nói là hết cả luật pháp và là tiên tri đều gom lại trong hai điều này thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài có điều răn của riêng ngài, chỉ có cần một điều thôi, không cần hai. Đó là điều gì ạ? Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chấm. Vậy thì còn lại mấy điều? Phao-lô ông lại nói thế này nè: như vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Vậy tóm lại Chúa nói là nếu các ngươi yêu ta thì giữ các điều răn ta, mà các điều răn của Chúa gom lại tất cả, còn có một điều thôi, đó là tình yêu.
Và chúng ta thấy ở trong ân tứ hay là ở trong bông trái của Đức Thánh Linh, tình yêu luôn được đặt ở trên cao nhất. Về bông trái nào Đức Thánh Linh được bày tỏ ra đầu tiên? Yêu thương. Và từ cái bông trái yêu thương này, nó sẽ sản sinh ra hết tất cả những bông trái kia. Nếu chúng ta không yêu thương, chúng ta không thể vui mừng được. Nếu không có tình yêu thương, chúng ta không thể bình an được. Nếu ta không có tình yêu thương, chúng ta không thể nhân từ được. Nếu ta không tình yêu thương, chúng ta không thể hiền lành được. Nếu ta không có tình yêu thương, chúng ta không thể mềm mại được. Chúng ta không thể tiết độ được. Cho nên tình yêu thương được đặt lên là quan trọng nhất ở trong bông trái của Đức Thánh Linh. Vậy còn ân tứ thì sao? Ở trong Kinh Thánh có một phần Kinh Thánh rất là đặc biệt. Chúng ta đọc, chúng ta có thể là nhiều khi chúng ta đọc ta không để ý. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. Ba đoạn này có ai nhớ là ba đoạn Kinh Thánh này nói về điều gì không? Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 nói về ân tứ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 nói về tình yêu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 nói về ân tứ. Ủa tại sao ân tứ thì người ta đi một lèo, ân tứ hết đi rồi người ta nói về tình yêu thương sao? Tại sao ân tứ rồi tình yêu rồi lại ân tứ? Tại sao vậy? Có một lần có vị giáo sĩ ông mô tả điều này và tôi thấy rất là thuyết phục. Ông vẽ lên trên cái bảng cái ổ bánh mì dùng thịt, và cái miếng bánh mì phía trên là Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, cái miếng bánh mì phía dưới là Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, còn cái phần thịt ở giữa là Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Ông hỏi rằng ngày hôm nay những cái loại bánh mì mà chúng ta ăn nó được quyết định cái tên là bởi cái gì? Bởi cái gì? Bởi cái nhân. Đúng không ạ? Cũng ở bánh mì đó, tôi dùng thịt bò vô, để là bánh mì thịt bò. Tôi dùng thịt gà vô, đó là bánh mì thịt gà. Tôi dùng thịt quay vô, để đó là bánh mì thịt quay. Mà tôi dùng trứng ấp la vô, thì nó là bánh mì trứng. Vậy thì cái gì quyết định cho cái tên của nó? Cái nhân. Và chú biết thế nào ạ? Lời của Chúa là bánh, phải không ạ? Và ở đây chúng ta thấy ba đoạn Kinh Thánh này rất là đặc biệt. Ân tứ, rồi đến cái gì? Tình yêu, rồi đến cái gì? Ân tứ. Vậy trong lĩnh vực ân tứ thì Chúa cũng đặt cho chúng ta thấy rằng tình yêu chiếm cái vị trí quan trọng, và tình yêu quyết định tất cả một cái kết quả của ân tứ. Nếu cũng có ân tứ nhưng mà lấy Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 ra, lấy tình yêu ra, thì nó sẽ là cái gì? Nếu thay vào trong đó không phải là tình yêu mà là sự kiêu ngạo, thì nó là cái gì? Sự lên mình, nó là cái gì? Sự kiêu căng, nó là cái gì? Nó là ý nghĩa khác. Nhưng nếu là đặt vào trong trung tâm của ân tứ là tình yêu, thì nó mới thật sự là tình yêu. Và chúng ta quay trở lại, chúng ta nhớ rằng Matthew đoạn 7 câu 21 câu 23, Chúa Giêsu nói: không phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó có nhiều người nói cùng ta: lạy Chúa, tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao? Ân tứ phải không? Nhân danh Chúa làm phép lạ, ân tứ phải không? Nhưng Chúa nói: hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi. Tại sao Chúa lại nói họ là kẻ làm gian ác? Hãy tưởng tượng lại cái bánh mì á.
Nó không phải mang cái nhân là tình yêu. Nó không phải mang trọng tâm của mọi hoạt động của những người đó là tình yêu. Mà Kinh Thánh nói rằng ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vậy thì tại sao Chúa Jesus nói ta không biết các ngươi? Là bởi vì họ đã thực hành ân tứ nhưng không bằng cái động cơ là tình yêu. Vậy yêu thì phải làm gì? Yêu là phải giữ điều răn, phải không ạ? Nhưng mà giữ điều răn mà điều răn của Chúa cũng là yêu. Vậy thì nhưng mà bây giờ cái hành động nào để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự yêu? Chúa Jesus nói thế này. Thứ nhất, Ngài đòi hỏi chúng ta phải yêu giống như Ngài yêu. Thứ hai là tha thứ giống như Ngài tha thứ. Roma, xin lỗi, Ê-phê-sô đoạn 4 câu cuối cùng: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì để chúng ta có thể làm trọn điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn đó chỉ là yêu. Mà yêu như thế nào? Yêu như Chúa yêu. Vậy thì Chúa yêu chúng ta như thế nào? Ngài tha thứ trước khi chúng ta xin lỗi Ngài, hay là sau khi xin lỗi rồi Ngài mới tha? Ngài tha cho chúng ta khi chúng ta còn đang hãnh diện, là chúng ta đang phá rối công việc của Ngài hiệu quả, thì Ngài đã tha cho chúng ta rồi, phải không? Ngài tha cho chúng ta khi mà chúng ta còn ghét Ngài, còn thù Ngài, và luôn luôn tìm đủ mọi cách để ngăn trở Ngài, bắt bớ Ngài, thì Ngài đã tha cho chúng ta rồi. Và Chúa nói rằng như ta đã yêu các người, rồi tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy bây giờ Chúa tha thứ cho chúng ta, bây giờ chúng ta muốn Chúa tha thứ cho chúng ta như thế nào? Được rồi đó, bây giờ ta tha cho con đó, nhưng mà ta ghi sổ, phải không? Chúng ta muốn vậy không? Được rồi, ta tha đó nha. Lần thứ nhất, lần sau đến ăn năn, lần thứ hai, phải không? Chúng ta muốn Chúa tha chúng ta như vậy không? Nhưng mà vậy thì chúng ta muốn Chúa tha chúng ta như thế nào? Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có nghĩa là tha như là chúng ta chưa từng phạm tội. Và Chúa muốn chúng ta cũng tha thứ cho anh em mình như vậy. Đương nhiên, nếu anh chị em chưa bao giờ ở trong sự tổn thương, nếu anh chị em chưa bao giờ bị người khác lừa dối, nếu anh chị em chưa bao giờ bị người khác làm cho mình đau khổ, đau đớn, thì nói tha thứ dễ lắm. Nhưng nếu ta đã trải qua sự tổn thương, trải qua sự đau đớn, trải qua sự mất mát, và thậm chí nói thế này nè: cả ác thì cứ sống thông dong, sao mình phải chịu? Và lúc này thì đọc lời Chúa, Chúa lại nói tha thứ. Nó không dễ. Nhưng mà ta nói với quý mạng chị em, cái điều Chúa yêu cầu chúng ta khó làm thì cái phần thưởng nó mới lớn.
Chứ mà cái điều mà Chúa yêu cầu chúng ta dễ làm, ai cũng làm được, thì phần thưởng nó giống như nhau, không có gì đặc biệt cả. Chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Thánh Linh ở trong, chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Thánh Linh ở trên, chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Thánh Linh giống như một người bạn thân thiết với chúng ta, chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Thánh Linh một cách rất là mật thiết, thì Chúa nói rằng chúng ta phải yêu Chúa. Mà yêu Chúa có nghĩa là chúng ta phải giữ điều răn của Chúa. Và khi chúng ta làm được điều này, Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ đến với chúng ta. Ngài sẽ yên ủi, Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ ban cho quyền năng, Ngài sẽ khích lệ, Ngài sẽ lau ráo nước mắt, và Ngài lại làm tất cả mọi việc. Quan trọng là chúng ta muốn được điều đó hay không. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ mọi chúng ta, để giờ này chúng ta có một quyết định cho mình. Nếu chúng ta khát khao sự đổ đầy Thánh Linh của Chúa, nếu ta khát khao Đức Thánh Linh hành động ở trên chúng ta giống như Đức Thánh Linh đã hành động trong hội thánh đầu tiên, nếu chúng ta khát khao Đức Thánh Linh hành động ở trên chúng ta giống như Đức Thánh Linh đang hành động ở trên những tôi tớ Chúa đầy ơn hiện đang hầu việc Đức Chúa Trời, hiện đang hoạt động ở trên thế giới này, nếu chúng ta khát khao Đức Thánh Linh làm việc cách đặc biệt như vậy, thì lời của Chúa đòi hỏi mọi chúng ta đó là yêu ta, giữ điều răn của ta, ta sẽ nài xin Cha và Thánh Linh sẽ đến ở trên các ngươi. Không phải chỉ đến ở cùng, Ngài đến ở trong để biến đổi, để ấn chứng một sự cứu chuộc, để giúp cho ta sản sinh bông trái, để giúp cho ta mỗi ngày mỗi giống như Đức Chúa Trời hơn, và đến bên trên để ban quyền năng, để khích lệ, để bảo vệ, để ban ân tứ, để ban tất cả mọi cái điều cần thiết để chúng ta có thể hoạt động hầu việc Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Quan trọng là chúng ta có quyết định để cho Chúa Ngài làm điều đó cho chúng ta hay không. Giờ này chúng ta đứng lên, mọi người chúng ta cầu nguyện với Chúa trong thời giờ này. Nếu chúng ta khát khao Đức Thánh Linh Ngài đổ đầy ở trên chúng ta cũng giống như khi xưa Đức Thánh Linh đã đổ đầy ở trên hội thánh đầu tiên, nếu chúng ta khát khao Đức Trời sử dụng chúng ta cũng giống như khi xưa Đức Trời đã sử dụng các tôi tớ của Ngài một cách mạnh mẽ, nếu chúng ta khát khao Đức Thánh Linh Ngài vận hành, Ngài bày tỏ quyền năng, Ngài bày tỏ ân tứ, Ngài bày tỏ bông trái của Ngài ở trên đời sống của chúng ta, chúng ta hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn. Và lời Chúa nói như thế này: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn chăng? Nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con mình những điều tốt, huống chi Đức Chúa Trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Hãy mạnh dạn, hãy mạnh mẽ để cầu nguyện, hãy mạnh mẽ đến với Chúa và cầu xin sự đụng chạm, cầu xin sự đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cầu xin sự ban cho Đức Thánh Linh đến một cách mạnh mẽ ở trên đời sống của chúng ta, giống như khi xưa Ngài đã đổ Thánh Linh của Chúa ở trên phòng cao vậy. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi muốn hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện theo tôi trong thời giờ này. Thưa Cha, trong danh của Chúa Giêsu, con cầu xin Ngài tha thứ cho con, bởi vì một mặt con muốn được ân tứ Thánh Linh, con muốn kinh nghiệm Thánh Linh, nhưng một mặt con lại sống theo xác thịt. Hôm nay lời của Ngài nói với chúng con: nếu chúng con nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh. Lạy Cha, xin tha thứ
cho mỗi cá nhân của con. Con đã từng sống theo xác thịt, xuôi theo xác thịt, và để cho xác thịt làm trọn điều ưa muốn của nó trên con. Thì giờ này, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài thăm viếng chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, xin tha thứ cho mọi sự yếu đuối của chúng con, tha thứ cho sự cay đắng còn lại trong lòng của chúng con, tha thứ cho những sự tổn thương mà con đã chất chứa ở trong mình. Nhân danh của Chúa Giêsu, Chúa rịch lành những sự tổn thương. Chúa giúp cho con để con yêu thương người khác như Chúa yêu thương con, tha thứ cho người khác như Chúa tha thứ cho con, và qua đó con nhận lãnh được sự ban cho Thánh Linh của Ngài. Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu, xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài đến trên con. Xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài ở trên con. Xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài ở trên con. Cha ơi, xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài. Xin đổ đầy Thánh Linh của Chúa ở trên chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, xin Thánh đổ đầy Thánh Linh của Ngài, đổ đầy Thánh Linh của Ngài ở trên dân sự của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Lạy Cha, Thánh Linh ơi, xin Ngài hành động. Xin Ngài hành động trong thời giờ này. Hallelujah. Hallelujah. Mở lòng ra, chúng ta cứ hướng lòng về Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tự do đụng chạm vào trong tấm lòng của chúng ta trong thời giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.